Okay, ready? Get on. Hop in. Okay. On your seat, please. On your seat. On your seat, not there. On your seat. Yeah. Buffy, on your seat over here. Hurry up. So we can go. Yes, 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 yes. Raphael, ready, Teddy? Ready, Teddy, Zoe? Zoe, ready, Teddy? We're gonna go now. We're gonna go now. Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Bây giờ nhà sáu Trích sẽ đi ra ngoài, đi lên trung tâm thành phố để đi shopping ngày hôm nay. Và mình quán triệt với ba sáu Trích là không được mua cái gì tặng mẹ trong ngày sinh nhật, vì là ba đã mua quà cho mẹ trước đấy rồi. Thế nhưng mà hôm qua ba sáu Trích về, ba sáu Trích lại mang quà về. Và tiện đường đi lên chỗ trung tâm thành phố ngày hôm nay, vì ba sói Trích mua quà trên đấy mà, thì mình mang đi để đổi cái cỡ của cái quà hôm qua ba sói Trích mua, là nó hơi bị lớn so với mình. Và khi nào đổi xong thì mình sẽ chia sẻ với mọi người xem là ba sói Trích mua cái gì cho mẹ sói Trích mọi người nhá. Hai em sẵn sàng ở trong xe rồi, bây giờ chỉ đợi ba ra thôi thì cả nhà sẽ đi. Daddy, you ready? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go, Daddy. Daddy. Oh, we're going now, Zoe. We're going now. Đến nơi rồi. Em Trích bây giờ là thức nhiều hơn. Đến nơi em không ngủ nữa mà em cứ mở mắt nhìn mọi thứ đây này. Zoe, Zoe monkey. anh sói hâm ở trong nhà thì lại kéo cái tấm chắn chắn nắng hay chắn mưa. Chỗ cửa hàng SIM card nhà nên là hai anh em đang ngồi đây để đợi mẹ. Hiya Rafi, đầu bù tóc rối con ơi. Zoe, cute. Nún nún cái gì đấy hả con? Con nún nún cái gì đấy? Boo. Dad, look at her. She's trying to suck her lips. You monkey funny. Yeah. Hi Rafi. Raphael. Anh sói hôm nay gọi là thích ẩn giật, thích kéo cái tấm tre lên. There you go. It's your. Okay. Is that better? Yes, baby. Đợi mẹ 5 phút thôi nhé. Bam bam bam. Kiu. Zoe monkey. A you.
hold mommy hand, hold tight. Hold tight. Hey, Baba, hold tight. You wanna walk on this? You wanna walk on this line? Oh, go, 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 go. Sói lang thang đấy nhở? Nào, cầm tay mẹ chắc vào. Bây giờ nhà sói Trích sẽ đi ăn trưa này. Em sói đi cái đôi giày này làm sao mà cứ bị lao lao về phía trước ấy nhở? Không chắc chân à con? What's wrong, Baba? Con đi mẹ xem nào. Con đi mẹ xem nào. Mình để ý thấy là sói đi cái đôi giày này, sói đi trông rất buồn cười. Không chắc chân như đi những cái đôi giày khác, những cái đôi cao cổ khác đấy. Em đi em cứ loạn choạng thôi. Mà rõ ràng là giày vừa chân đấy nhá. Raphael, are you okay? Oh, Raphael. Are you okay? Rafi, Rafi, ha ha ha, Stan. Hey, are you okay? You are. Get daddy, go get daddy. Hiya, Baba. Hiya, Baba. Mickey Mouse. Let's go. That's it. Well done, Baba. High five for Daddy. Good boy. Top one, top, yeah. Beep. Yay. And now wait. And now we wait, okay? Wait for the elevator. Raphael, you okay? Are you all good? Raffy, look, plant pot, big plant pot. Nhà mình cũng có cây này đấy, con nhớ không? Thế nhưng mà mẹ em di chuyển vào trong cái phòng làm việc. Okay, oops, you need to wait, Baba. Wait over here. And then we get in. Okay, wait, 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 wait. Daddy do the magic. Which one are we going up to? I think so. Wait, okay. Wait, wait, Rafi, wait for mommy, daddy, please. Walk next to daddy. Walk next to daddy. Good boy. Đây là món quà mà ba sói Trích mua tặng mình nhân ngày sinh nhật ngày hôm qua. Và đây là cái biểu tượng Infinity. Chắc là có rất là nhiều bạn biết về ý nghĩa của biểu tượng này rồi. Còn những bạn nào mà chưa biết thì các bạn có thể để lại comment, đặt câu hỏi ở phía dưới vlog này. Và mình hy vọng rằng những người mà biết ý nghĩa của biểu tượng này có thể trả lời, giúp mẹ sói Trích trả lời những bạn chưa biết mọi người nhé. Còn bây giờ thì nhà sói Trích đang chuẩn bị ngồi ăn trưa. Trưa nay cả nhà sẽ ăn đồ Malaysian. Em Trích thì đang ngủ ở trong xe đây. Từ cái chỗ trên đường đi tìm chỗ để ăn trưa thì em đã gà gật rồi, vào đến nơi là em ngủ luôn. Ba sói Trích này, ở mỗi cái bàn này thì đều có những cái nút bấm để gọi người ta đến phục vụ cho mình ý. Em sói cứ thích bấm những cái nút này nên là ba phải đưa điện thoại cho em để em ngồi yên để ba mẹ gọi đồ ăn đã.
Đi chơi bắt được em Liam. Đi chơi bắt được em Bí. Em Bí có cỏ mũ với cỏ giày hơi bị chinh nha. Bí ơi, Bí ơi. Rafi, Raphael, Raphael, Liam here. Hi Liam. Hi ya. Hôm nay em được đi chơi à? Hôm nay em được đi chơi à? Oh. Lún cha lún chún. Sói. Đấy, đi lang thang vô tình lại gặp nhà bác Huy. Nhà bác Huy thu với em Bí ở trên này. Raphael, Raphael. hai anh em rất thích chơi với nhau. Thấy em ngồi xuống là cũng ngồi xuống. Đấy. Come on. Come on Ravi. Đúng rồi, con đi đằng sau bảo vệ em Liam. Đấy, lại quay trở lại với cái đống nước nước kia đấy. Quay ra ngủ, mẹ em đặt vào giường ngủ khi khi luôn. Còn em thì bây giờ em chuẩn bị đi tắm đây. Em vừa tu ti trong. Hôm nay đi chơi ở ngoài em đi chơi kỹ quá. Em nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây kỹ quá. Rồi là em ngủ trong xe đẩy cũng kỹ quá. Từ 12 rưỡi cho đến tận về đến nhà là 4 giờ. Mẹ em cho ti thì em mới ti đấy. Không để em cứ ngủ chứ. Ô kì kì, em đi xong bây giờ mẹ em chuẩn bị cho em đi tắm đây, không thì muộn mất. Căn nhà, bây giờ cũng phải gần 5 giờ rồi đây. Anh mình ngủ thì tối nay anh mình lại thức anh mình chơi thôi. Zoe monkey. Em mặc áo mới đây, mọi người có nhận ra không? Em mặc áo hồng Twinkle Star mẹ em mua cho em hôm trước đây. Em chuẩn bị ị sao đấy? Em chuẩn bị ị sao đấy? Em đúng giờ thế. Cứ chiều chuẩn bị trước khi đi tắm là em ị à? Hôm nay em mặc cả quần tất luôn nhá. Cái chân của em thì bé xíu ra mà cái đùi của em thì to quá. Đấy, hôm nay em mặc quần tất này. Quần tất mới, áo mới này. Joey. Nào em nói ra tiếng mẹ nghe rồi nào. Ô, em ị. Cháu hổ quá, em ị. Bây giờ là mình sẽ đợi để chích ị xong thì đưa em ấy đi tắm. Còn em sói ngủ như thế này thì tối nay em ấy sẽ thức
chắc là tầm khoảng 10 rưỡi 11 giờ em mới đi ngủ cơ. À, cuối tuần thôi cho em ấy ngủ nghỉ kiểu thả phanh đi, không vấn đề gì hết. À, vì bình thường cuối tuần mình với ba sói Trích hay nằm ở ngoài phòng khách xem phim ý, nên là tối nay sói mà có thức thì nằm xem phim cùng với ba mẹ cũng được. Hôm nay đi mua sắm, nhà sói Trích không mua cái gì cả. À, mình cứ định tạt vào các cửa hàng để mua đồ, mua quần áo, xem ngắm nghía những cái đồ giảm giá. Nhưng mà cuối cùng có xe đẩy hai anh em này, rồi là em sói lại thích chạy long quăng ấy, nên là không tiện cho cái việc chọn đồ này, rồi lại đi thử đồ này, rồi lại ra thanh toán này. À, thành ra là chẳng mua được cái gì cả. À, nhưng mà cả nhà cũng đi dạo loanh quanh được ở trên chỗ khu trung tâm thành phố. Em sói thì lúc nhìn thấy ban nhạc người ta chơi ở trên đường phố ấy, chạy lại rất là gần, xong rồi là đứng nhảy nhót dậm chân ở trước mặt ban nhạc chứ. Mọi người nhìn mà mọi người cứ buồn cười mãi. Còn tối hôm qua ấy, ý định của nhà sói Trích là sang bên nhà ông bà nội, sau đấy thì gọi đồ Ấn Độ về để ăn tối bên đấy. Nhưng mà kế hoạch lại phá sản, lý do là vì ba sói Trích về khá là muộn, tầm 7 giờ ba sói Trích mới về đến nhà cơ, mà trên đường về nhà thì ba sói Trích đói quá nên có ăn tạm một cái sausage roll. Về đến nhà mình nói với ba sói Trích là giờ này chắc ông bà nội cũng đi ngủ rồi, cũng ăn tối rồi cũng đi ngủ rồi, thì thôi hai vợ chồng gọi pizza về để ăn tối. Thế nhưng mà gọi pizza về xong cuối cùng có mỗi mình ngồi ăn thôi, pizza vẫn còn thừa một cái và một nửa cái cỡ lớn nữa. Mình cất vào trong tủ lạnh, tối nay lồi ra ăn tiếp. Sau đấy thì cả nhà sang bên nhà ông bà nội chơi. Lúc mà cả nhà đang trên đường từ thành phố về thì ông bà nội có nhắn hỏi là có ai ở nhà không để ông bà sang chơi. Thì nhà sói Trích không ở nhà, mà sáng nay thì ông bà lại đi xuống cái chỗ bãi biển Surfer Paradise để ăn sáng và đi dạo ở dưới đấy. Nên là nhà sói Trích cả ngày coi như là chưa gặp ông bà nội. Ngày mai thì ông nội vừa nhắn tin cho tất cả mọi người, nói là ngày mai buổi trưa con cháu tụ tập ở bên nhà ông bà nội làm đồ ăn trưa, để gặp gỡ nhau, để cho trẻ con chơi với nhau. Ngày mai ba sói nói là ba sói sẽ chuẩn bị một khay macaroni and cheese để mang sang bên nhà ông bà nội góp phần. Thế nhưng mà không biết là ba sói Trích sẽ tự nấu hay là mua sẵn ở siêu thị. Theo mình dự đoán thì 80% là sẽ mua sẵn ở siêu thị rồi mang sang. Cũng tốt thôi, vì ba sói mà bày ra nấu nướng ở ngoài bếp thì mẹ sói Trích lại mất công dọn dẹp thôi mà. Trích nghĩ xong chưa con? Em Trích chắc là xong rồi. Mẹ em cho em đi tắm đây. Em tắm xong rồi, em ti rồi, bây giờ lại nấc đây. Mẹ em đang đi tìm mũ mèo để bế em sang bên nhà ông bà nội chơi. Đi ra ngoài đường thì nó hơi lạnh một tí mà mẹ em không muốn mang xe đẩy, nên là mẹ em phải tìm mũ mèo để cho em đội vào nhá. Mẹ ra ngoài mẹ tìm mũ mèo cho em nhá. Okay then. Alright. Okay, you wait here, okay? You wait mommy here, alright? Lúc mình ở trong phòng cho em Trích tu ti thì mình có nghe thấy tiếng Rosanna về. Và sau khi cho Trích tu ti xong đi ra đây loanh quanh tìm mũ mèo cho em Trích, thì mình nhìn thấy trên bàn có một cái bánh sinh nhật rất là to. Đoán ngay ra được là Rosanna mua bánh sinh nhật cho mẹ sói Trích. Mọi người nhìn này, bánh sinh nhật sô-cô-la to đùng ngã vật luôn. Happy birthday Linh. Rosanna có cả nến luôn này. Ngày mai mình sẽ mang cái bánh này sang bên nhà ông bà nội để mọi người ăn uống xong thì mỗi người được thưởng thức một chút xíu. Nó là chút xíu thôi nhưng mà cái bánh này to lắm. Mà hình như là Rosanna lại đi ra ngoài rồi sao ấy. Rosanna lại đi ra ngoài rồi. Rafi, do you want to help mommy to blow the candle? Rafi? Rosanna? Sói ngủ dậy rồi đây, nhưng mà sói mùi hơi bị thúi. Em sói là cũng vừa dị xong. Raphael, do you want mommy to change your nappy? Yes, before we go over to see Nana and Papa. Because you stink. Drink water? Okay, drink your water then. Rafi, come here, mommy show you. Mommy cake.
Come on. Show you my cake. Mmm, chocolate, chocolate. Do you want more water? You want more water? Con ơi, con xoay vào cái chiều này thì con sẽ uống được. This way, this way. If you drink that way, you never get water. This way, yeah. It looks like you're still half asleep. Oh my god. Can you smell it? Yeah. Can you? Oh my goodness. More water. Okay, more water. More water. Nào phải lấy nước nữa cho em đã nào. Rafi. Nào uống nước xong đi. Xong mẹ bảo cho ba. Uống nước xong rồi mẹ bảo ba cho đi tắm luôn nhá. Xong mặc quần áo ngủ xong bên nhà ông bà cũng được. Em sói nằm đè vào tai đỏ hết cả tai lên. Look at his ears. Rafi. Mùi quá em ạ. Finish? All done? Go have shower? Yeah, go change? Change the nappy? Change nappy. You need to go and ask Rosanna help, Rafi. Go ask Rosanna help. Say help, Rosanna, please. Con cầu cứu sự trợ giúp của Rosanna đi. Come on. Rosanna, you shouldn't say that to your boyfriend. Eh? Oh, when you walk around him, you can smell it. Chỉ cần đi vòng qua em thôi là mẹ có thể ngửi thấy mùi rồi. Oh, Raphael. Would you like to go have shower with daddy? Raffi, come here. Come, mommy, show you mommy cake. Look. Mommy got a birthday cake here. Birthday, birthday cake. Ha 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 ha. And it is chocolate. Rosanna run away. Thôi, Rosanna chạy mất dép rồi. Vì sói mùi quá. Look. Woohoo. Cake. Raffi say birthday cake. Mommy birthday cake. Mẹ bảo ba cho em đi tắm nhá. Dad. Would you like to walk past Rafi to see what's going on? I think I can smell what's going on. Oh, Rafi. Wow, the cake's amazing. Yeah. Really nice, isn't it? And it's full chocolate. Whoa. Oh my god. Rafi, oh, mommy think you need to go and have shower. Daddy, would you like to take Baba for shower? No shower. No shower? Yeah. But you stink. If you go and have a shower, stinky. Mommy gonna give you a piece of my cake. Can we wash my after we go to mom and dad's? Okay. Go daddy change. Come on. Change. Change nappy. Hurry up. Come on. Go daddy help. Daddy help. Come on. Go. Con đứng dậy. Đứng dậy ra ba thay bỉm cho. Xong về tắm sau. Hurry up. Give me your hand. Nhanh. Come on. Come on. Now. Vừa ngái ngủ. Vừa. Yeah, better. Come on. Come daddy, make it better. Hurry up. Hurry up. Or maybe you have to change him over there, Dad. You don't come to us. We come to you. Okay, change nappy. It's gonna stink the whole house. Đây, mọi người nhìn Trích đây. Đây là cách em tự du em ngủ. Mẹ tìm thấy mũ mèo, mẹ đội vào cho mẹ ra ngoài, mẹ chuẩn bị một tí. Vào đến nơi đã thấy cho ngón tay vào miệng nún đi ngủ rồi đây. Tay lại còn để biểu tượng như là rocker thế này hả con? Thôi thế này thì mẹ em lại cho em vào xe đẩy thôi. Cho em vào xe đẩy em nằm trong bên nhà ông bà em ngủ cũng được. Nè. Ôi trời ơi, mũ mèo của em đấy. Mũ em mèo của em đấy. Bây giờ em đội vừa rồi. Úi ôi, cháu quá. Cháu chí quá. Người ta nún ngón tay cái thì em nún hai cái ngón tay giữa này. Ôi trời ơi. Công chúa bụng bự. Lắm chuyện lắm, lắm chuyện lắm.
Ba sói chắc là thay bỉm cho em sói xong rồi. À, cả nhà sẽ sang bên nhà ông bà nội bây giờ nên mình sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói Trích thì chia sẻ vlog của nhà sói Trích trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của nhà sói Trích. Và đến thứ 5 tuần tới này là em Trích tròn 3 tháng tuổi rồi. À, hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhé.